Cưới nàng anh Toan dẫn voi, anh sợ quá cấm nên voi không bàn. Dẫn trâu sợ họ máu hàng, dẫn bò sợ họ nhà nàng co gân. Miễn là có thú bốn chân, dẫn con chuột béo mời dân mời làng. Rồi rồi sẽ bắt Crystal Revenge mua M2 ra coi lời hay lỗ nha. Lời thì đem làm xính lễ luôn. Lá thứ nhất là Blackwing Gale the Whirlwind giá 18.900 đồng. Lá thứ hai là Performable Oz Aesir giá 24.900 đồng. Lá thứ ba là Crystal Beat Amethyst Card giá 24.900 đồng. Chúng ta có Dimension Dice, lá này nhìn quen không các bạn? Ai nhớ nguồn gốc nó ở đâu thì comment cái nha. Giá trị 24.900 đồng. Và Number F0 Utopic Draco Future ở đồ hiếm là Seeded Rare, quá xuất sắc luôn. Đây là dạng nâng cấp của Number F0 Utopic Future và là quái thú quá công và thủ cao nhất trong tất cả quái vật răng không. Giá cũng tuyệt vời, 257.900 đồng. Mới đây đã khui xong rồi, thôi tóm lại nè, tổng khui là 351.500 đồng. Số tiền mua bắt này là 89.000 đồng. Vậy là mình đã lời được 262.500 đồng rồi. Có xính lễ đây nha các bạn.